Mình nắm được chìa khóa rồi. Nhưng mà rồi mình đóng cửa lại, chính mình không vào mà cũng không cho người khác vào. Đó mới là tội ác. Chìa khóa nước trời ám chỉ hình ảnh một người đầy tớ với chìa khóa trong tay để mở cửa các phòng trong nhà. Sau này, khi Chúa Giê-xu long trọng nói với Phê-rô, thì mình liên kết câu này với cái câu các người giữ chìa khóa mà đóng không cho người khác vào, thì Chúa mới nói trao chìa khóa nước trời cho anh. Anh là đá. Nó có ý nghĩa hơn. Chúa Giê-xu lấy cái chìa khóa đó khỏi tay những người tiến sĩ luật và biệt phái để trao lại cho một người dân chài là ông Phê-rô. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Lu-ca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán, khốn cho các người, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các người đã giết chết. Thật, các người làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các người. Vì thực ra, họ đã giết các vị tiên tri, còn các người thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói rằng, ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri, các tông đồ. Trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của A-a-ben cho đến máu của Zakaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi bảo thật các người, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa của sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không vào được, mà những người muốn vào, các ngươi cũng đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và các tiến sĩ luật những lời đó, họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố để gài bẫy người, hầu may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là cái đoạn cao nhất của những lời Chúa mắng. Những lời mắng nặng nhất mà Chúa Giê-xu phản ứng đối với sự giả hình của các tiến sĩ luật và các biệt phái. Và cũng hôm nay chúng ta nghe phản ứng của họ cũng dữ dội nhất. Và từ đây họ tìm cách để giết Chúa. Như vậy bài tin mừng hôm nay có mang nhiều vẻ kịch tính lắm. Tại sao? Tại vì bài tin mừng hôm nay Chúa Giê-xu không những trách cái thói giả hình của những người đang ở trước mặt Ngài. Đó là chuyện nhỏ, Chúa trách hoài, họ vẫn vậy mà. Nhưng hôm nay, Chúa muốn đi ngược về cựu ước để trách cha ông họ. Luca viết rất rõ, khốn cho các người. Hỡi những người xây cất mồ mả mà các mộ mả của các tiên tri mà tổ phụ các người đã giết chết. Có nghĩa là Chúa Giê-xu kết án những người biệt phái và những lực sĩ, những tiến sĩ là con cháu của một dòng dõi chuyên giết các tiên tri, các ngôn sứ. Đã vậy, họ còn là con cháu mà lại đi xây mồ xây mả cho những nạn nhân mà cha ông họ đã giết. Tức là họ tán thành công việc của những người đi trước. Trong bối cảnh tin mừng hôm nay, quý vị chắc còn nhớ, bắt đầu từ tuần trước nữa, nó vẫn nằm trong ngôi nhà mà Chúa được mời đến để dự tiệc. Nhà của ông biệt phái. Mời Chúa đến dự tiệc chỉ vì bắt đầu một chuyện rất nhỏ là Chúa không rửa tay. Thế mà nó kéo tới cái lời mắng nặng nề nhất hôm nay và căng thẳng nhất. Chuyện Chúa không rửa tay có gì đáng kể đâu.
Và mấy ông cũng chưa nói ra mà, chỉ mới nghĩ trong đầu thôi. Họ chưa nói ra ngoài miệng. Vậy mà Chúa đã lấy cái cớ đó mà trách họ. Hy vọng là họ sẽ nhớ bài học này, nhưng qua thời gian mình thấy không. Lời đầu, chúc giữ nhắm vào những người mà chúng ta thấy thật ra họ giết thật. Những người nào nói lời Chúa để chỉnh đốn họ, thì họ chói tai, chướng mắt và cái lòng ác độc đã dẫn đến chuyện giết. Thật ra, nếu mình nói, cái câu của Chúa Giê-xu nói nó châm biếm ở chỗ nào? Ở chỗ thì cha ông họ giết, còn họ thì đi xây mồ mả. Một thứ giả hình. Một thứ giả hình rất hiển nhiên, rất hiển nhiên, không chối được. Bởi vì sao? Ví dụ có những người cha mẹ lúc còn sống không chăm lo, bỏ bê. Lúc mấy ông bà, ông cụ bà cụ ra đi thì khóc than dữ tợn lắm và xây mồ xây mả thật to để lấp liếm một cách giả hình những gì mình đã không làm trước đó. Hôm nay mình không dám nói chuyện đó, nhưng tôi muốn đề cập tới một chữ mà Chúa Giê-xu dùng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Không cần ai chứng minh, Thiên Chúa, chính Ngài là sự thông minh, sự khôn ngoan. Mà sự khôn ngoan của Chúa được hiểu như thế nào? Theo lời văn của Kinh Thánh thì đó là chương trình cứu độ của Chúa. Mà để cứu thì sai người đến dọn đường, mà cứ sai người nào thì họ giết người đó. Cho nên Chúa buồn và lặp lại toàn bộ cựu ước. Mà Chúa kể cũng hay nhé, từ máu của ông Abel cho đến máu của ông Zakaria. Quý vị mở cuốn sách ra mà đọc, sách cựu ước ra mà đọc. Abel là người đầu tiên. Rồi Zakaria là cuối danh sách của những tiên tri. Một chút mình trở lại. Ông Abel thì đâu có phải là một ngôn sứ. Theo sách tượng hình, nghĩa bóng của sáng thế. Gia đình lúc đó có bốn người: Adam, Eva, Cain và Abel. Người anh là Cain, vì một cái hiềm thù, ganh tị, giết đứa em. Như vậy, ông ta phạm tội giết một phần tư nhân loại ấy chứ. Lúc đó nhân loại mới có bốn người. Đừng có hiểu theo nghĩa đen nha. Cái sự kiện giết thì có, giết cách nào mình biết, nhưng có nghĩa là lòng ghen tị đã làm cho con người từ đó vừa sinh sôi nảy nở, vừa giết nhau. Cái đau khổ đó, bây giờ mình vẫn nhìn thấy đó, cứ chiến tranh, cứ hận thù. Abel không phải là tiên tri, nhưng được xếp vào người công chính, bởi vì ông sống đẹp lòng Chúa, bị sát hại bởi chính anh ruột của mình. Rồi, tới Zakaria là con của ông Jehojada, làm tư tế thời vua Joát. Nhà vua được các nịnh thần xúi đi thờ các thần nước ngoài. Thì ông Zakaria là con của ông Jehojada, ông bố đã qua đời rồi, ông là tư tế thôi. Thì ông Zakaria đứng lên khuyên mọi người đừng làm vậy. Họ đâu có tha. Họ quay lại ném đá ông đến chết. Ném đá ngay trong đền thờ của Chúa luôn. Như vậy, Chúa kể người đầu với người cuối, còn mấy người giữa thì sao? Tôi kể vài vị cho quý vị nghe. Tất cả đều bị một số phận đó, gắn liền với nhau ở chỗ là đau khổ, bất hại và giết chết. Nên nhớ, chính ông Ma-sen và ông Elia đã từng có lúc xin Chúa cho con chết đi cho xong, vì không chịu nổi với đám dân này. Jeremiah cũng xin Chúa cho con được từ chức, từ nhiệm, nhưng không được.
theo truyền thống kể lại, các ngôn sứ sau đây, tiên tri Isaiah bị họ cột lại, cưa làm hai khúc. Ghê không? Lấy cái cưa gỗ đó, cưa làm hai. Tiên tri Jeremiah, tôi kể những tên mà quý vị thường nghe đó, bị dân kéo ra ném đá đến chết. Tiên tri Amos bị đập bằng gậy cho đến chết, vân vân. Toàn bộ lịch sử là vậy. Những người nói lời Chúa đều bị người ta giết. Nhưng hôm nay Chúa nói sự khôn ngoan của Chúa. Chúa bảo các người cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Sự hiểu biết là gì? Là những cái kiến thức mình có về tôn giáo. Mình nắm được chìa khóa rồi. Nhưng mà rồi mình đóng cửa lại. Chính mình không vào mà cũng không cho người khác vào. Đó mới là tội ác. Chìa khóa nước trời ám chỉ hình ảnh một người đầy tớ với chìa khóa trong tay để mở cửa các phòng trong nhà. Sau này, khi Chúa Giê-xu long trọng nói với Phê-rô, thì mình liên kết câu này với cái câu các người giữ chìa khóa mà đóng không cho người khác vào, thì Chúa mới nói trao chìa khóa nước trời cho anh. Anh là đá. Nó có ý nghĩa hơn. Chúa Giê-xu lấy cái chìa khóa đó khỏi tay những người tiến sĩ luật và biệt phái để trao lại cho một người dân chài là ông Phê-rô. Chúng ta thấy không lạ gì khi ông Luca kết luận phản ứng của họ, họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm. Không có lý gì lạ. Thật sự ra, bài học hôm nay cho chúng ta những cái điều chính sau đây. Tôi ghi nhận được hai điều. Lời Chúa hôm nay cảnh giác chúng ta đừng bao giờ tự mãn về những kiến thức tôn giáo. Tôi học nhiều giáo lý, tôi đọc nhiều về kinh thánh, tôi biết nhiều về các bí tích, vân vân. Tôi đi học thần học giáo dân, vân vân. Tức là đừng tự mãn về những kiến thức tôn giáo, nhưng lại không thực hành điều nào hết. Không làm gì hết, biết thôi, chứ không sống. Rồi, đừng ỷ lại vào những hiểu biết về kinh thánh, về phụng vụ, về tin mừng, nhưng không thành tâm thiện chí sống theo tin mừng và khuyến khích người khác sống theo tin mừng. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, đừng có phản bội sứ vụ làm chứng cho sự thật. Khi mình biết đó là sự thật mà mình không dám đứng ra làm chứng. Chúa Giê-xu thẳng thắn lên án nhóm biệt phái, các tiến sĩ luật về lối sống giả hình của họ, vì họ biết sự thật nhưng họ làm ngơ. Rồi ai tìm đến để học hỏi sự thật, họ ngăn. Cho nên rõ ràng đó là hình thức giả dối, giả hình quan trọng nhất, chối bỏ sự thật. Đã vậy, ngăn cản người khác đi tìm sự thật. Do đó, hành động xây mồ mả cho các tiên tri là những người nạn nhân đã bị cha ông họ giết. Đây là sự giả hình trắng trợn nhất và thô bỉ nhất. Chúng ta không lấy làm lạ khi Chúa trách. Chúa có ghét họ không? Câu hỏi của tôi hơi đột ngột. Tôi tin rằng Chúa không ghét. Nhưng lòng chai giả đá của họ, Chúa không chấp nhận. Chúa vẫn thương con người mà. Giống như Chúa chấp nhận tội nhân, nhưng đâu có bao giờ Chúa xí xóa cho các tội lỗi. Chúa là đấng toàn thiện, không chấp nhận tội lỗi, nhưng vẫn thương tội nhân. Chúa kết án sự giả hình của họ, nhưng tôi tin rằng lòng yêu thương vô biên, Chúa vẫn thương các vị ấy, các biệt phái, các luật sĩ, các tiến sĩ luật, các kinh sư, đủ thứ tên, đủ thứ chức. Xin Chúa ban cho chúng con đừng ỷ lại vào những kiến thức, để rồi thấy người mới vào đạo thì mình khuyên đủ điều mà gương của mình, gương sống của mình
thì không được bao nhiêu. Tôi biết có người đến khuyên một tân tòng cách đây cũng năm, là một thanh niên này nhá, từ nay phải lo giữ đấy nhá, biết rồi thì phải giữ đấy nhá. Mà người khuyên có giữ không? Mình không biết, không dám kết án, vân vân, nhiều điều lắm. Nhưng thôi, Ngài thường nói chút chút. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con hiểu. Xin cho chúng con đừng giả hình. Ở đầu lễ tôi nói, sự gì giấu ai cũng được, nhưng giấu lương tâm không được, và giấu Chúa không bao giờ được. Cho nên, có một cái người đến cầu nguyện và viết lại, cứ cầu nguyện con dâng cho Chúa hết cái này tới cái khác. Thế Chúa chả trả lời gì. Rốt cuộc nói con dâng hết rồi, Chúa còn đòi gì nữa. Có một thứ nhà ngươi không dám dâng cho ta. Cái gì? Không dám hả? Cái gì con lại tiếc đâu? Con dâng hết không? Những yếu kém, tội lỗi của ngươi, ngươi giấu. Ta thích cái đó hơn. Rõ ràng ha? Rõ ràng mình hiểu. Để mình suy nghĩ lại. Tôi thấy cái gương sống động của Đức Thánh Cha Francisco mới vừa đây nữa nè. Cũng có người hỏi Ngài là ai nữa. Ngài chưa bao giờ, trong mấy năm rồi vẫn chưa bao giờ quên cái câu tôi là người có tội, giống quý vị. Thật là khiêm tốn, dễ thương. Và Ngài nói chân tình, bằng chứng Ngài đi xưng tội thường xuyên, xếp hàng chung với người khác. Chúng ta cảm ơn Chúa cho những cái gương đó. Không phải cái kiến thức sẽ lôi người ta vào đạo, mà cái gương. Cho nên người nói tiếng Anh người ta bảo, người ta theo tôn giáo không phải by being taught, teach, taught. Không phải mình dạy mà người ta đi theo đâu, mà by being caught. Catch, caught, là người ta bắt được cái gương nào đó của mình. Chứ không phải người ta nghe mình nói lý thuyết đâu. Cho nên xin yên tâm. Và vậy thì trong đời sống gia đình cũng vậy. Mấy đứa con đó cháu, nó nhìn cái gương. Chứ nói thì bên này nó qua, bên này nó đi mất. Cho nên xin cố gắng khuyên nhau. Đừng có ỷ lại vào những kiến thức tôn giáo. Đừng ỷ lại vào những năm tháng tôi đã rửa tội. Đừng ỷ lại vào bao nhiêu việc đạo đức tôi làm. Bài đọc một nghe rõ không? Không phải do công chính bằng cách giữ luật đâu. Mà chỉ bằng cách tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu mình và yêu thương mình. Ở đây thấy mấy đứa nhỏ nó chơi, mà hễ nó ngồi góc nào đó, nó hay so sánh lắm. Ba tao đẹp hơn ba mày, dễ thương lắm. Rồi má tao cũng vậy, trẻ hơn má mày. Nó không hiểu nó nói gì. Thì đây là câu chuyện có hai thằng ngồi. Ba tao giỏi hơn ba mày. Thằng kia nói còn lâu, ba tao giỏi hơn. Nội cái chuyện chạy đó là ba mày chạy không lại rồi. Sao vậy? Ba mày lực sĩ, không có lực sĩ. Ở chỗ làm, ngưng làm buổi chiều lúc 4 giờ, mà 3 giờ 40 ba tao có mặt ở nhà rồi. Chạy nhanh ghê chưa? Sở chưa tan, ba tao về trước, đằng kia nó chịu thua. Rồi anh của tao cũng giỏi hơn anh mày trật. Anh tao nói tiếng Anh như gió. Người Úc nói gì tao không biết, nhưng mà mỗi lần anh tao nói là tụi Úc không hiểu gì hết luôn. Nó sợ luôn. Đó. Thằng kia cũng chịu thua. Chị tao cũng giỏi hơn chị mày. Trật. Chị tao thi hoa hậu đậu liền, còn chị mày đâu có đậu. Rồi. Má tao cũng đẹp hơn má mày. Thì thằng kia im. Không thấy cãi nữa. Sao mày không cãi nữa hả? Đúng. Tại vì mỗi lần má tao đi vắng thì ba tao nói với ông chú, má của thằng Tèo đẹp thiệt á. Còn vợ nhà thì không đẹp bằng. Cho nên thằng này nó thua. Không cãi, tội nghiệp, bụt nhà đâu có thiên. Chúa ơi, Ngài ở đâu giữa cuộc đời? Phải chăng là cơn gió
dịu êm, làm xua tan sức nóng chưa hè. Dù hồn còn mắt trong, Chúa ơi, Ngài ở đâu? Có phải trong khoang lặng của tâm hồn, để con dừng lại chốn thinh không, ngắm nhìn Ngài trong say mê bất tận, để con được mãi ở bên Ngài. Ngài ở đâu giữa dòng đời vội vã, vì con mải mê tìm kiếm danh vọng, đôi mắt con dần trở nên mù quáng, nào ngờ đâu Chúa đang ở ngay bên. Xin để con ở lại bên Ngài, cho con yêu như tuổi trẻ thanh xuân, để bình an bên Ngài con sống mãi, chút hiểm nguy có Chúa con sợ gì.